Con gái có một cái vũ khí rất lợi hại, chỉ là một miếng đất nhỏ đầy cỏ thôi mà nó khiến cho đàn ông chúng ta phải chém giết lẫn nhau, đôi khi phải tán gia bại sản, đôi khi phải thay đổi cuộc sống vì nó. Nó có thể điều khiển chúng ta và sai khiến chúng ta làm bất cứ chuyện gì nó muốn, nhưng chúng ta không dám chống lại. Nếu chúng ta chống lại thì chúng ta sẽ bị mắc cái miếng đất này, miếng đất đầy cỏ. Dù cho miếng đất nền hay miếng đất mặt tiền hay miếng đất ruộng có bao nhiêu tỷ đi chăng nữa cũng không bằng miếng đất xéo nhỏ này. Miếng đất này là sự sống của loài người, đó là sự tinh hoa, tinh túy, tinh khiết, giúp chúng ta giảm chết sau những ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ cần rờ nó một cái thôi, vuốt ve nó một cái thôi, hoặc là chúng ta có thể tán nó một cái để bỏ ghét, hoặc là chúng ta có thể chà tới chà lui với sự dễ thương thần kỳ này. Tôi phải đánh giá cao, đây là một kiệt tác của tạo hóa điều khiển cả thế giới. Anh em còn chưa biết sự kinh hoàng bên trong đó là nhiều vitamin và thuốc bổ, trong đó có cả thuốc tiêu cam, thuốc chống ói, giúp ăn ngon ngủ ngon, nó còn giảm sốc, giảm lạnh, cảm cúm, sổ mũi, ho, viêm họng. Cho nên anh em nào có được nó thì hãy cẩn thận gìn giữ, chúng ta phải cẩn thận xài thật kỹ để giúp ích cho đời sống hàng ngày, giúp chúng ta chữa bệnh mãi yêu.